vị, còn cái người phụ nữ mà mặc cái bộ đầm mà tao nói mới dòm tưởng cái bao xốp màu đen nhưng mà rất đẹp, rất đẹp, rất quyến rũ. Em đừng lên, đừng lên, đừng lên. Làm em nhớ cái túi đựng rác ở nhà không? Hoàng chết mơ. Làm như một mình sáng tới giờ. Làm như chỉ có một mình nhà em có cái túi đựng rác màu đen không bằng. Nhà anh cũng có luôn. Hey. Cảm ơn em, cảm ơn Mỹ Ngọc, cảm ơn Mỹ Ngọc. Cảm ơn tất cả mọi người. Trời này chắc em gái Mỹ Tâm là hát hay quá trời. Anh phải đứng kê em để bảo vệ bởi vì có hai ông thần này bu em quá. Bám em suốt. Bơ ơi, có vợ rồi mà. Về sao đời bơ. Cũng biết thưởng thức cái đẹp. Về anh ơi, về đi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Bởi vậy cảm ơn Mỹ